nút thắt cổ chai trong dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân. Ngày 14 tháng 10 tại Thanh Xuân, Hà Nội, sau 7 năm được phê duyệt, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân giai đoạn 2 chuẩn bị khởi công khi hầu hết 160 hộ dân bàn giao mặt bằng. Hiện chỉ còn 2 trên 160 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao nhà. Đến ngày hôm nay không phải thực hiện cưỡng chế do là 100% các hộ trong đợt 1 ngày 14 đã đồng thuận mặt bằng. Chúng tôi cũng quyết tâm và hy vọng là hai hộ dân cuối cùng sẽ đồng thuận để ngày mai chúng tôi không phải thực hiện cưỡng chế mà cùng với người dân sẽ phối hợp tháo dỡ công trình để sớm khởi công công trình để thực hiện theo tiến độ. Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân với vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Sau khi mở rộng, đường có mặt cắt ngang 21m, lòng đường rộng 15m, hai bên vỉa hè rộng 3m. Về thực trạng, đây là một cái điểm đen về ách tắc giao thông của quận. Thì xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để giải quyết vấn đề phát triển kinh tế xã hội cũng như là để giải quyết vấn đề ách tắc giao thông. Ngay sau khi mà các hộ dân làm bàn giao mặt bằng, thì công ngay đảm bảo tiến độ, phấn đấu là sẽ làm thêm để vượt tiến độ đề ra. Đường Nguyễn Tuân dài khoảng 1,1 km nối đường Nguyễn Trãi và đường Lê Văn Lương. Khoảng 480m từ nút giao Lê Văn Lương đến đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đã được mở rộng cải tạo. Riêng từ ngõ 162 Nguyễn Tuân do chưa được mở rộng, đã tạo thành nút thắt cổ chai, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2025.